Dạ vâng, shop Bẫy Chim TV xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác nhé. Thì trong cái buổi giới thiệu sản phẩm hôm nay thì em cũng gửi tới các bác cái bộ thòng đánh tràng nghịch và những cái con tràng nghịch giả bên nhà em đang kinh doanh các bác nhé. Bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái bộ thòng này hoặc những con tràng nghịch giả thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Nếu các bác muốn xếp hàng trực tiếp ấy thì hãy kết bạn với số Zalo 0971425733 để được xếp hàng trực tiếp các bác nhé. Thì vừa rồi em cũng vừa đi làm một cái kèo được hai con này các bác này, hai con tràng nghịch này. Cái con tràng nghịch ở cái thời điểm này các bác đánh rất là dễ nha. Các bác mà cắm thòng xong ấy, chỉ bật loa chưa đầy một phút là các bác có thể là được tràng nghịch rồi nhá. Em vừa rồi em đánh một kèo nhưng được hai con này các bác này. Thì cái bộ thòng này bên nhà em ấy bán thì rất là rẻ thôi các bác nhá. Bộ thòng này gồm 7 chân và mỗi chân là 7 thòng các bác nhá. Tổng là 49 thòng, còn chiều cao của chân nó là 30cm các bác nhá. Thì chia sẻ một cái video ngắn giới thiệu về cái bộ sản phẩm thòng đánh tràng nghịch và những cái con tràng nghịch giả. Đến đây là hết. Các bác nào mà xem được cái video này mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ kênh để đón xem tiếp theo những cái video em giới thiệu sản phẩm các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.